Hi, xin chào các anh chị, cô bác và các bạn gần xa Welcome tất cả các bạn đã tới với kênh của Anna Hà Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về cái trách 1 hai đó là thứ hai, Cái số tiền hỗ trợ cho thất nghiệp Và cái gói hỗ trợ thứ hai đang đến gần à, Nếu mà các bạn nào chưa có đăng ký kênh của mình Thì xin mời các bạn hãy đăng ký kênh của mình for free Bạn sẽ được cập nhật những cái video mới nhất tính đến thời điểm này thì cả hai đảng dân chủ và cộng hòa nói rằng họ đang sẵn sàng để bầu cho cái gói cứu trợ thứ hai trong 72 giờ tới à, chắc chắn là đến ngày thứ sáu họ hy vọng rằng gói cứu trợ sẽ được thông qua vào cái ngày thứ sáu tuần này từ đây cho tới ngày thứ sáu thì mỗi ngày là những cuộc đàm phán giữa người phát ngôn của đảng dân chủ Nancy Pelosi người đứng đầu của đảng cộng hòa Chuck Schumer Người phía Nhà Trắng thì có ông Mark Meadows và ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Steve Mnuchin. Mỗi ngày, họ có những thỏa thuận với những cái vấn đề khác nhau. Hôm nay thì họ đã khẳng định là cái bill này có thể thỏa thuận xong trong tuần này. À, thông thường thì Thượng viện mỗi tháng chỉ gặp nhau và họp một lần thôi. Vào ngày 7 tháng 8 là kỳ họp của họ theo thường lệ là sẽ xong. Các Thượng viện ai sẽ về nhà nấy? Chờ kỳ họp lần sau. Nhưng lần này, nếu cái gói hỗ trợ mới không được thông qua, thì những thượng nghị sĩ này sẽ không được về nhà. Họ phải thỏa thuận xong cái gói hỗ trợ này và gửi tới Tổng thống để ký trở thành luật. À, vì thế, cái gói cứu trợ này đang đến rất gần chúng ta rồi. Trong gói cứu trợ này sẽ có một phần cho các doanh nghiệp. Nói về các doanh nghiệp, nếu không có tiền để trả lương cho nhân viên, thì bắt buộc họ sẽ lay off nhiều nhân viên. Cho nên, cái số tiền PPP loan, cho các doanh nghiệp dưới 300 nhân viên là cần thiết. Lần này, số tiền hỗ trợ chỉ dành cho những cái doanh nghiệp dưới 300 nhân viên thôi, chứ không phải là 500 nhân viên giống như cái gói hỗ trợ lần nhất. Và lần này, cái các doanh nghiệp phải là người bị thiệt hại hơn 50% vì cái dịch Covid này. Các bạn có biết là khi mà cái dịch Covid này xảy ra, các doanh nghiệp có doanh nghiệp làm ra rất nhiều tiền, nhưng mà có doanh nghiệp thì lại không làm ra tiền và trong cái đợt hỗ trợ này chỉ dành cho những cái doanh nghiệp nhỏ mà bị thất thu hơn 50 phần trăm hai bên đã thống nhất chắc chắn với nhau rằng người dân Mỹ sẽ được một cái một 1.200 đô là và lần này lần này thì cái người phụ thuộc chứ không phải là trẻ em giống như cái lần trước lần này là cái người phụ thuộc sẽ nhận được 500 đó là cho mỗi người à, mặc kệ đó là người lớn hoặc trẻ em nếu mà khai thuế là người phụ thuộc thì chỉ nhận được 500 đô la cho mỗi người thôi Giống như cái gói hỗ trợ kỳ trước Nó sẽ giúp đỡ 160 triệu dân Mỹ Cộng thêm những người phụ thuộc nữa Thì con số này lên đến 185 triệu người Mỹ à, Sẽ có thêm một cái số tiền để mà chi tiêu Hồi đầu tuần Thì cái số tiền để hỗ trợ dành cho người thất nghiệp là 200 đô la Cho mỗi tuần Nhưng mà giữa tuần à, Tức là ngày thứ tư ngày hôm nay là cái số tiền hỗ trợ cho người thất nghiệp đã lên tới 400 đô la rồi. À, tuy nhiên, ông Mitch McConnell nói rằng ông sẵn sàng ủng hộ 600 đô la trợ cấp nếu như có sự đồng ý của Tổng thống Trump. Mitch McConnell nói thêm là ông sẽ đồng ý với số đông Nhà Trắng và Đảng Dân Chủ. Ông sẽ đồng ý gia hạn 600 đô là tiền trợ cấp cho người thất nghiệp cho tới 31 tháng 1 năm 2021 nếu như tất cả mọi người đều đồng ý vậy là cái gói hỗ trợ thứ hai có tương lai tốt đẹp rồi nếu gói hỗ trợ này không được thông qua thì nền tài chính của mỹ sẽ bị hủy hoại và sẽ đẩy nền kinh tế mỹ bị suy thoái lâu hơn à, chính vì vậy trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng này thì các nhà làm luật của đảng cộng hòa và dân chủ cần phải bỏ qua những cái lợi ích của mình để thông qua cái gói hỗ trợ này sự phục hồi của nền kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng trong đó 600 đô la tiền thất nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng thay vì nhấn mạnh vào vaccine cho Covid-19 đã làm cho dân Mỹ ngoan mang và ở nhà nhiều hơn đi làm cho nên nền kinh tế ảm đạm nhiều hơn mình hy vọng cái gói hỗ trợ này được thông qua giúp cho nền kinh tế đi lên à, Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Xin hẹn gặp lại video sau